Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với channel của KiloHack. Tại đây mình chuyên tổng hợp những game hay, game chất lượng cũng như là phá game khách của bạn thôi. Và con game mà mình đã làm là con Raiden Fighter. Mình không thấy con này quá hot nhưng mà làm nên view cũng không cao, nhưng mà cũng nhiều anh em yêu cầu và nhờ mình làm nốt cái máy bay cuối cùng của cái dòng này. ES, con này thì phải mua nó cũng khá là đắt. Mà mình nghĩ thì chả ai mua đâu. Thật, những con game mà hack được như này thì chắc không mua đâu. Nhưng mà chắc những người mà chơi trước thì chắc cũng sẽ có người mua. Không biết là những bạn đã nạp 1 triệu 8 mà mua con này bây giờ thấy clip này có đau lòng không? Nhưng mà mình xin lỗi các bạn nhá, mình phải làm vì anh em thôi. Thì cách làm như thế nào? Thì mọi người đầu tiên là mọi người phải hack cho mình cái kim cương xong thì roll cho mình nhá. Hoặc là mọi người có thể mua mảnh ở đây này. Cần mảnh mảnh nhá, thì mình có thể mở tạ. Mở mẫu nhá, chứ mình có sẵn rồi, mình mở sẵn, mình có sẵn rồi. Đây là nếu mọi người chưa có thì mọi người check cho mình cái mảnh. Đây mình có 81 mảnh này thì mọi người tìm cho mình nhá. Máy bay nào cũng được hết nhá, mọi người tìm. Sao thay đổi nó bằng cách là nâng cấp. Rồi mình có 56 đây. Mình sẽ đọc là 56. Rồi. Đến đây thì mọi người không cần làm gì cả, mọi người sửa cũng được. Nhưng mà mình đang rất cần cái máy bay cuối thôi, nên là mình sẽ bỏ qua nó đi. Clip này sẽ tập trung vào cái máy bay cuối, mọi người tìm kiếm gần nhá, tìm 201 cho mình. Một ship nó vào. Xong thì mọi người sang phần lưu này, mọi người chọn cho mình cái này. Cái thay đổi địa chỉ loại này, đó. Xong mọi người bấm vào 4. Đó, nó sẽ cho mình hai cái giá trị thì mọi người sẽ nhìn cho mình ấy, cái số mảnh của cái này là mình có hai cái này, đây mình có hai cái này thì mới sửa cái số 2 đó. Mình sẽ sửa lên bao nhiêu thì mọi người sửa nhiều nhiều tí mọi người có sau nâng cấp nhá, mình check lại đó. Xong mọi người khóa thôi, mở khóa lên rồi nâng cấp thôi. Đó, mọi người phải dư mảnh ra để mọi người nâng cấp nhá. Hoặc có thể mọi người có thể hack thêm vào tùy mọi người thôi. Đó. Full luôn. Xong thì sau có tiến hóa nữa. Đấy. Cái tiến hóa này cũng khá là mệt. Tốn tốn vàng kinh khủng luôn. Để mọi người có thể mua vàng hoặc là hack vàng từ mọi người. Đó, thì có đây về cơ bản cũng chỉ có thế thôi. Sau có những cái wingman nữa này, mọi người mở ra thì làm tương tự. Mọi người có thể hack từng mảnh một. Đó chỉ là cái này vất cả mọi người không nhớ ID thôi. Tất cả các vật phẩm đều có ID hết. Mình thấy không ID không cần thiết lắm. Mọi người cứ hack trực tiếp vào được. Không quá khó phức tạp. Chỉ là cái con này nó rất là hiếm ra nên là mình làm theo clip để dẫn mọi người con này thôi. Còn những con khác nó đều là những con nó rất là cơ bản ấy, nó rất là có thể kiếm ở mọi chỗ. Mình thấy cái con này ở trong cái dương ấy, tỷ lệ nó rất là thấp. Rating của nó cực kỳ thấp luôn, nó chỉ có 1% thôi. 1% mà ra 4 item này thì mình mở ra được hai con này. Hai cái đầu tiên nhưng hai cái sau mình không tài nào mở ra được. Nên là mình nghĩ là hack là tốt nhất. Và cảm ơn các bạn đã xem video giờ phút này. Đừng quên lại mình một like, một comment cũng như subscribe nếu bạn chưa subscribe nha. Nếu bạn có yêu cầu gì thì đừng quên comment bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp và cũng như là làm được sớm nhất có thể. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye.